Trường xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Chắc chắn là bây giờ tất cả quý vị đang ngồi trước màn hình TV ở nhà vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta gặp gỡ với nhau rồi ạ. Và mình tự tin sẽ có rất là nhiều những tiếng cười được trao đi, những sự bí ẩn sẽ được bật mí vào cuối chương trình. Và đặc biệt hơn hết là chúng ta sẽ có những trò chơi hoàn toàn khác nhau được thay đổi hàng tuần. Và đặc biệt hơn nữa là những nghệ sĩ càng ngày càng mới, càng ngày càng hot. Tin sẽ là như vậy, chắc chắn khi xuất hiện các bạn sẽ vỗ tay thật nhiều. Còn bây giờ, trước khi gặp gỡ những vị khách mời, xin được nhắc lại một thông tin dành cho tất cả những ai tham gia vào chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Nếu như tất cả chúng ta phải hóa thân thành nhân vật Bậc Thầy Ẩn Danh, thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, ẩn mình thật là giỏi. Chắc chắn nhân vật này sẽ nhận được giá trị tiền thưởng cho riêng mình là 10 triệu đồng. Rất cao đúng không ạ? Nhưng chưa cao bằng số tiền thưởng này. Nếu nhóm người truy tìm hoàn toàn hợp lý với số đông nhất tìm được Bậc Thầy Ẩn Danh thì chắc chắn sẽ mang về cho nhóm mình giá trị tiền thưởng là 30 triệu đồng. Wow! Để xem những người chơi ngày hôm nay đến đây vì muốn khám phá chương trình hay là vì tiền. Đầu tiên xin được giới thiệu một bộ đôi rất là dễ thương, đáng yêu và tài năng. Xin được giới thiệu ca sĩ Annie Thu Thủy và ca sĩ Nguyễn Anh Tú. Xin mời! Xoay quá là xoay. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với chương trình với một bạn chơi rất là đẹp trai, đó chính là Minh Sủ. Hôm nay là cướp sóng MC của anh luôn. Dạ đúng rồi, em với anh Tú nãy cũng tính. Đó hay chưa? Tính quăng miếng đấy anh Minh ạ. Mà không có hợp lắm đúng chưa? Thôi bây giờ giới thiệu lại, bây giờ anh phải đi vô, hiểu không? Rồi em giới thiệu, rồi anh đi ra nó mới là MC. Ủa vậy luôn hả? Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một người chơi. Một người chơi thì chúng ta đã rất là quen thuộc với Bậc Thầy Ẩn Danh rồi. Đó chính là Minh Sủ. Lời nói đầu tiên cho bé Minh Sủ xúc sổ gửi lời chào đến với tất cả mọi người, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh ổn không anh? Thật sự ra làm người chơi khó lắm quý vị, làm MC cho dễ thôi, nhường anh lại vị trí bên này đi. Tụi em sẽ căng não ngày hôm nay để có thể tìm ra được Bậc Thầy Ẩn Danh. Vậy thì cho Minh Sủ hỏi, Annie, ngày hôm nay bạn đến với chương trình thì đã xem chương trình chưa? Dạ, thật ra thì em tính là mình không xem. Để mình tới đây mình cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy đó thì chơi nó vui hơn. Nhưng mà anh Tú kêu em là phải xem đi em ơi. Em mà không xem là vô đó là em chỉ có chết thôi đó, là đi về liền luôn đó. Cho nên là em phải xem. Xem, được bao nhiêu tập ạ? Em xem được khoảng 2 tập thôi nhưng mà em không hiểu gì hết trơn. Thà là không xem em à, chứ xem mà không hiểu thì xem làm gì. Còn Tú thì sao? Còn em thì em chính là người bảo Thủy ơi em xem đi, nhưng mà em thì em lại chưa không xem. Trò chơi đoạn lại như thế này thì em rất ít chơi mà em cũng mới chơi thôi. Mới chơi được khoảng 2-3 lần gì đó và em cảm thấy là trò chơi này rất là thú vị. Em và Thủy luôn rất là mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một một đêm rất là đẹp, một đêm rất là tìm kiếm được những cái người tìm kiếm một người thôi đúng không? Chính xác. Tìm cưới một người ẩn danh mà có thể là người ta sẽ ẩn rất là kỹ và mong rằng tất cả chúng ta sẽ đồng tâm và hiệp lực chiến đấu em. Ok. Đó, quý vị thân mến, hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, biết đâu được cuối chương trình chúng tôi sẽ rất cần tư liệu này để mở lại, để giúp cho hai nhân vật này không cạch mặt nhau thật sự. Một tràng tay cho anh Tú và Annie. Mời các bạn về vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của cô em gái em. Tôi đã cài cắm tới đây một cô em gái rất là cao ráo, xinh đẹp, tài năng. Song hành cùng với Chế Nguyễn Quỳnh Châu sẽ là sự xuất hiện của một chàng trai đến từ nhóm Zero Nine Chan. Xin mời! Chào tất cả mọi người, mình là Zen, mình là main vocal, là lead dancer của Zero Nine. Ok. Như là anh Sù anh có giới thiệu rồi thì mình tên là Quỳnh Châu và mình là một nhân vật được cài cắm của anh Minh Sù. Vâng,
anh đã nói với em tới đây ăn mặc đồ cho nó nhã nhặn thôi. Em nhã nhặn mà em chỉ lỡ nhụm cái đầu nó hơi lố màu. Thì bởi vậy mới nói. Thì nhiều khi mà cái gì mà nó ấn tượng quá, giống như tóc bạc bạc, tóc xanh xanh bên kia là sẽ bị phát hiện liền, hiểu không? Diễn cái gì người ta còn không tin. Thôi anh nói về không khác gì anh chửi em rồi, em mặc nguyên một cây vàng. Trời. Ừ quên ha. Cấu hình 2020 là trầm tính ít nói rồi anh. Em sẽ là một cái nhân vật lặng lẽ quan sát để tìm ra những cái người ẩn danh. Nói chung là các bạn hãy tin Châu là vì Châu rất là có cái kinh nghiệm để nhìn ra cái người nào mà ẩn danh. Còn Châu không bao giờ là người ẩn danh nha các bạn nha. Thật ra khi mà em chung đội với chị thì khi em nhìn một cái nụ cười của chị thì em cảm thấy như là có một cái gì đó chắc em sẽ tin tưởng chị. Tin tưởng chị. Thấy không? Chứ gì đã có đồng bọn. Em nghĩ đến với một chương trình này thì mình cần một sự điềm đạm. Đúng. Và chương trình làm ơn quay kỹ cái đạn hồi nãy nha, để hồi nữa bạn này mà vote cho Châu. Sau này chị em có cái mà lật mặt nhau nha em nha. Giống. Đồng ý, một cái bắt tay nữa bởi hai bạn về phía của mình. Yeah. Tiếp theo sẽ lấp đầy khoảng trống bên cánh trái cô đơn chiếc bóng bên ấy. Xin được giới thiệu một chàng trai cũng đến từ nhóm Zero Nine, đó chính là KG. Đi cùng với KG sẽ là một chàng trai diễn viên, người mẫu, ca sĩ, cái gì làm cũng được. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Nhâm Phương Nam, xin mời. Lần đầu tiên cho Nam xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cùng các quý vị khán giả trước màn nhỏ và trong phim trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng lời nhất. Chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi khi nhắc bài đó là 300. Anh nãy anh nói là cái gì làm cũng được mà làm MC là chưa được anh nhé. Phải chưa, tại vì chưa học, thấy không? Anh dạy khóa là học được liền. Sau nãy anh nói chuyện với em anh mạnh dạn lắm mà sao anh run quá vậy? Khi mà anh đứng cạnh mình anh thì run lắm. Thôi đi, đủ thừa không à, làm như xa lạ lắm vậy. Làm sao tới đây hôm nay làm gì mà ngập ngừng? Thực ra hôm nay mục đích của em tới đây là anh thì cũng biết đấy, là cần một chút chi phí để có thể trang trải cuộc sống. Nhà em cũng ở hơi xa, em lặn lội vào đây để em gặp anh là... Ok. Cho em ý kiến cái ca sĩ, diễn viên, cái người mẫu, cái gì làm cũng được mà sao than không có tiền là sao? Em, người ta làm vì đam mê. À, làm vì đam mê đúng không? Hoàn đúng toàn không? Vì đam mê. Nhất. Hôm nay cũng vậy em nhé. Đúng rồi, không lấy cắt dê luôn. Chơi không vì đam mê. Bởi vậy, được không? Chơi vì đam mê được không? Biên tập với cả bên các anh chị sản xuất có thể nghe thấy tiếng lòng của em không ạ? Không ai nghe cả. Ủa anh ơi, chương trình này sao đó giảm nghèo hả anh? Không, quyên góp từ thiện. Kỳ quá vậy. Thôi dẹp ông này qua bên đi, mời em giới thiệu tí xíu nè. Đúng rồi, nãy giờ em mắc nói mà anh Minh Sù nói hết luôn rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là KG và mình là man rapper của Zero Nine. Yeah. Hết rồi. Trời, thế bây giờ anh hỏi em nè, những thành viên trước trong đội mình cũng đã chơi rồi. Dạ. May sao á là cũng chưa cạch mặt nhau. Dạ về vâng. Nhà thì vẫn còn chung nhóm. Liệu rằng hôm nay những thành viên trong nhóm mình có vấn đề gì xích mích xảy ra? Em nói thiệt luôn là em bộ mặt của em là phải sống thật chứ em không có diễn được. Cái nét đó nó đang diễn đó. Giả chân. Mà sao vậy ta? Bạn bên cạnh nói là giả chân. Thôi anh nghĩ là chúng ta diễn hay không diễn thì hóa thân vào nhân vật mới là cái điều quan trọng nhất. Rồi Nam dạo này là ca sĩ rồi đúng chưa? Tập tành có 3 single chứ giỡn hả? Hát một câu cho mọi người nghe chơi. À, được không ạ? Cũng nhân cơ hội để quảng cáo ở trên sóng truyền hình này thì em cũng xin hát một đoạn bài hát của em. Và mong rằng là sau khi em hát đoạn này thì các bạn có thể lên trên mạng để có thể search lại cái bài đó và xem tăng giúp em một view ạ. Em cảm ơn rất nhiều. Thấy chưa? Bây giờ vô rồi đó, vô rồi. Sở trường, đúng chưa? Rồi, 2, 3. Người ở nơi xa ấy có ấm hơn ở đây, nhưng nhớ thương nồng say giờ chắc cũng đã tan theo gió bay. Bỏ lại đây khóe mắt nay nhẹ cay, cô chấp giữ chặt tay lạc nhau một giây. Trời ơi cái bài hát vừa rồi, cái nội dung ý nghĩa là gì em? Nội dung là em cố gắng để giành được anh Minh từ tay KG. Ok, cái nội dung tôi nghĩ không phải vậy đâu. Tự nhiên sao thì xé tôi ra làm đôi vậy? Anh Sù, nãy anh nói cái ba single nhưng mà có single không? Bây giờ hỏi luôn. Bớt lại, trời Châu.
hết hồn luôn á, tôi cài gắm vô đây đó cho nhau. Quên 2020. Em, đây là ý kiến của khán giả xem truyền hình, hỏi rằng là không biết hiện nay thì em đang còn độc thân hay không ạ? Dạ, em thực sự là nhắc đến này em lại buồn. 25 năm qua rồi em bị tép về, em vẫn thế. Châu ơi, nếu như anh hỏi riêng thì cái này em có thể mừng được. Nhưng anh đang hỏi trên sóng truyền hình thì chắc chắn là hàng triệu các bạn khán giả cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh của em. Bà biên tập bạn em. Chính xác. Em xin cắt cái khúc này để riêng cho em rồi. Một tràng hô tay cho ca sĩ Nhâm Phương Nam và ca sĩ KG. Mời các bạn về đây, vị trí của mình. Một, hai, ba, bốn. Bốn nam rồi. Chắc chắn sau đây vẫn tiếp tục là nam. Nam là ok. Không, bây giờ... Châu, tém. 2020, quên. Bây giờ phải hỏi Annie, em muốn nam hay nữ xuất hiện? Dạ. Em muốn nam mà phải cao to đẹp trai mới được nha. Nam cao to đẹp trai. Sáu múi. Ôi giời. Anh sẽ cho em thấy sáu múi của nhân vật này. Ủa, anh nhung bụt vậy? Có đó hả anh? Xin được trân trọng giới thiệu Lê Xuân Tiền cùng với Chiêu Nhiêu. Chạy. Anh kia của chị vậy, anh này của em, chị đừng giành nha. Châu, bình tĩnh. Thả thính vậy đó anh, thì đâu được thì dớt chứ giờ sao giờ. Chú Nhiêu, giới thiệu nào em. À, xin chào mọi người, mình là Chú Nhiêu, là main dancer của nhóm Zegona. Wow, dancer, rất là đáng yêu. Mình dù tin là các bạn rất là tài năng ở trong nhóm của mình và có rất là nhiều những cái sản phẩm được yêu thích rồi. Thế thì ngày hôm nay đến với chương trình này, em mong muốn điều gì? Lấy tiền hả em hả? Chơi là chính thôi. Dạ cũng là vui là chính thôi. Vui là chính, tiền là 10. Dạ đúng. Mời Tiền. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Xuân Tiền. Thì Tiền là người mẫu và là diễn viên và là phi công nữa. Ê dạ, là phi công nữa. Có ai muốn làm máy bay không ạ? Năm nay thì thực sự ra thì cũng là một cái năm thành công của Lê Xuân Tiền. Cũng có một bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần tiếp theo lại cho ra mắt nữa rồi. Bạn có muốn chia sẻ và bật mí điều gì để cho mọi người có thể ra rạp xem ủng hộ với bạn không? Cảm ơn tất cả khán giả đã xem và đã ủng hộ. Gái Già Lắm Chiêu 2 là một bộ phim đầu tiên của Tiền nhưng mà nó rất là thành công. Thì tiếp tục phim Gái Già Lắm Chiêu 3 thì hy vọng tất cả khán giả sẽ yêu thương nhiều hơn nữa, ra rạp xem phim ngày Tết, ủng hộ cho Tiền nhé. Dạ. Chứ ngày hôm nay hy vọng rằng là Lê Xuân Tiền cùng với Chú Nhiêu các bạn sẽ có thật là nhiều giây phút thú vị với chương trình nhé. Một tráng tay chào đón các bạn. Đi lên nào. Tám người chơi thân mến, giây phút đầu tiên vui vẻ đã qua. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến với những vai trò ngày hôm nay dành cho tám người chơi bằng tám quả cầu. Xin mời. Ê, nam không được chọn. Em buồn quá, không được lựa luôn á. Và bây giờ xin mời từng thành viên lên đây xem. Trời đi, cũng tinh tế nữa. Mở một mình em coi thôi nha. Anh cũng không được coi đúng không? Anh coi được. Trời. Lộ. Trời ơi. Cái nét hơi giả chuyện ơi. Cái nét giả trơn. Năm nay. Nét hơi giả. Liệu có còn cơm và canh để ăn hay không hả Nam? Dạ vâng. Tiền hỏi bên đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Ủa nhưng mà em thắc mắc là tâm lý sao mà buồn. Em nghĩ chắc không có cái chức năng nào mà đau khổ vậy đâu. Đúng rồi. Rồi tiếp tục số 2 đâu ạ. Đây số 2 anh ơi. Rồi mời em luôn. Làm tháo này ra đúng không? Còn một mình coi thôi. Không, tự nhiên xem cái này cái em nhớ gia đình. Gần như vậy đó chị. Ê, có cảm giác nhớ gia đình. Nhớ người yêu. Không. Tại vì không có người quan yêu. Trọng hơn người yêu. Đó là tiền. Đúng rồi anh. Đó. Chị hả, nghĩ tới tiền hả? Đó. Số 3 đâu ạ? Số 3 em. Mời em. Cái 3 nè. Để coi cái 3 nha. 2.
Không, cái nét này hơi lố nha. Cái nét này nó bị nét hơi lố nha. Dạ. Lố. Ôi giời ơi. À, mình hay mình diễn lại đấy chị. Trân. Em phải bắt trước cái người ấy là đứng lấy tâm lý hồi nãy giờ nè. À, là đứng lấy mắt. Đứng lấy từ phía dưới rồi. Lát lên đau là nước mắt rơi hả? Liền á. Ghê lắm. À, rớt, rớt cho rồi, rớt rồi, rớt rồi. Cái gì vậy? Ủa? Lên. Em có giữ lại rồi. Nhưng mà người ta rồi. Nhưng mà người ta thấy tiền thấy được cái em thấy rồi nè. Thôi đi về, đi về lẹ lẹ. Em phải khác hết tất cả mọi người. Không cần nói gì hết, về đúng, thấy chưa? Số 5. Chưa nhiêu? Xoay 5 vòng trước khi mở. Xoay 5 vòng trước khi mở. Oh. Ừ. Nó cũng xui như thường thôi. Gì vậy ba, có tờ à? Một câu thôi, nói với mọi người, nói. Ổn. Ổn. Về. Yeah. Ổn. Số 6 ạ. Tú ơi, lên này Tú ơi. Em sẽ không diễn cái nét kiểu bất ngờ nữa anh ạ, bởi vì cái nét bất ngờ em thấy bị diễn quá. Ừ. Chúng ta diễn một cái nét lạnh lùng thôi. Ok. Cuộc sống em ổn không? Cuộc sống em ổn không? Có sống em hy vọng ổn không? Em thấy không ổn đấy. Ổn không? Ổn không? Ổn rồi. Tôi có ổn. Ổn sao ai cũng không ổn ấy vậy? Bởi thế mới nói lại là của mình coi. Tiếp tục, một nhân vật đã lấy tâm lý từ trước để xem những giọt nước mắt lưng tròng có rơi hay không. Có sống em thì lố lắm gì vậy? Lố lắm luôn á. Anh lố lắm luôn. Đừng lố mà em thấy anh lố nhất ở đây rồi đó. Sao em? Cuộc sống em ổn định. Cuộc sống em ổn định. Em về. Em về. Ok. Còn một con số nữa. Ủa? 8. À chị. Mời em. Yeah. Thời em tới rồi. Em thấy nãy giờ mọi người diễn căng thẳng rồi, mọi người diễn đau đớn. Em thấy không có gì mình phải căng thẳng hết, mình phải vui đúng không? Coi đi. Chứ em dù... ơi, bé coi, coi. Dạ đúng coi. Rồi, mình nhận được chức năng gì thì mình cũng phải vui hết. Đúng. Có biết đọc chữ không? Em đưa cho anh xù, anh xù anh xỉu nữa rồi coi. Đứng được vậy? Anh không dám xỉu nữa, mẹ anh bị đau quá. Cho anh coi nữa. Em không biết cái này là cái gì luôn, đọc giùm em đi. Trời đất ơi, không biết đọc chữ luôn. Tôi biết ai rồi đấy. Người ẩn danh, về. Dạ, yeah, bye bye mọi người. Thật sự ra thì hồi nãy giờ là diễn cho vui nhà vui cửa thôi. Nhưng những bạn đã bốc thăm thì đã biết được vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ phải làm gì đúng không ạ? Chúng tôi chỉ có hai quả cầu. Một là người truy tìm có tới 7 quả. Và người duy nhất giữ người ẩn danh sẽ nằm ở đâu đó trong số 8 nhân vật ở đây. Để xem chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm bậc thầy ẩn danh như thế nào. Xin được giữ lại những cái kết quả này tại cây sự thật. Cuối chương trình chúng ta sẽ bật mở nha, xin mời. Hãy bình tĩnh, xem như không có gì diễn ra. Bởi vì khi để lộ một vài nét trên cơ mặt thì chúng ta cũng bị phát hiện. Và bây giờ, hãy cùng với chúng tôi để cho 8 người chơi nghỉ với lao phút giảm tỏa căng thẳng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng thi đấu đầu tiên. Xin mời! Yeah! Chúng ta đang có mặt tại vòng thi đấu thứ nhất, thử thách cá nhân. Khi mà chúng ta tham gia với chương trình này thì chúng tôi tìm hai đội trưởng lận. Cho nên là chúng tôi rất là mong muốn là 4 cặp đôi khi xuất hiện ngày hôm nay từ đầu cho tới bây giờ chúng ta vẫn sẽ chơi theo cặp luôn để xác định hai người song hành với nhau khúc đầu thì trở thành đội trưởng luôn. Đây là một trò chơi mà chúng ta hay thường chơi lúc nhỏ. Đây là một cái phi tờ tiêu rất đẹp bằng bạc. Nhiệm vụ của hai người chơi lần lượt đứng lên trên bục. Thế nhưng không phải là đứng hai chân mà là đứng một chân thôi. Chúng ta sẽ giữ thăng bằng trong vòng 1 phút 30 giây. Làm sao để ném phi tiêu trúng được càng nhiều bóng trên tấm bảng này càng tốt. Và trong vòng 1 phút 30 giây, nếu như cặp đôi nào có số lượng bóng trên bảng bể nhiều hơn thì đó sẽ là đội trưởng. Vậy thôi. Chưa gì là em thấy ông Tiền ông lợi rồi. Tại sao lợi? Tại vì ông cao, ông chơi thể thao nữa. Thứ nhất là cao là với, một cái là nó gần hơn cái bảng hơn là tụi em rồi. Chưa chắc. Anh nghĩ là cái sức nặng cơ thể nó sẽ làm cho Tiền dễ trong chân hơn. Ok. Cho nên là đôi khi các chị em phụ nữ nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy mà trụ được lâu
Đó, rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ cho cặp đôi đầu tiên là anh Tú và Annie. Xin mời. 1 phút 30 giây dành cho anh Tú và Annie. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi. Em ra sàn. Rất là xuất sắc, các bạn chỉ còn sót lại 1, 2, 3, 4, 5 quả bóng thôi. Anh Tú và Annie đã có 13 quả bóng được làm vỡ đi. Vậy thì chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng với Jen sẽ được bao nhiêu quả đây? Xin mời các bạn. Thời gian 1 phút 30 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Cố lên. Mạnh lên. Rồi. Mạnh lên, mạnh lên. 4, 5. À, bà kia xuống rồi. Tiếp đi. Ê, chị đi lấy cho em. Cố lên. Cố lên. Cẩn thận bây giờ. Cố lên, cá đi có chị rồi. Sắp hết ấy rồi. 5 quả thôi. 6. 7. Trên là dễ phóng nhất đó. À không, ở khu giữa. Em. Ở trên đi, ở trên đi. Chết rồi, chết rồi. Anh lồng tiếng ghê quá à. Quá mệt mỏi rồi. Em ơi. Cố lên. Cố lên. Ai cái gì. Chân bạn chạm đất rồi, ngừng luôn, nghỉ. Ôi, gì thôi. Đâu. Bởi vì là chúng ta chỉ được đứng một chân thôi. Chúng ta phải giữ được thăng bằng. Và nếu như chúng ta chạm vào một cái chân còn lại nữa thì coi như là mình lấy sức trở lại rồi đúng không ạ? Ok, Phạm Quy, không sao cả, các bạn cũng đã rất là giỏi. Mang về cho mình được 2, 4, 6, 8, 10, 11. Các bạn có 7 quả bóng. Và bây giờ sẽ là lượt thứ 3, xin mời. Bạn phải vượt qua con số 13 thì các bạn mới trở thành đội trưởng. Xin mời các bạn vào vị trí chuẩn bị. 1 phút 30 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. Một cơ hội nữa dành cho cặp đôi cuối cùng và để xem họ có phá vỡ kỷ lục này hay không. Xin mời. Anh 6 múi, cố lên. Bây giờ người ta 8 múi, 9 múi rồi. 6 ở đâu nữa? 1 phút 30 giây, lên, bắt đầu. Ôi. Trời ơi. Cố lên em ơi. Trời. Trời ơi, mạnh lên, mạnh mẽ lên. 2, 3.
Đừng có đụng vô nha, đụng vô là em... coi như là bị loại nha. Em không bỏ lên đâu. Hết rồi, hết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, cố lên. Không thành công à? Cố lên. Mấy trái rồi? Cố lên mọi người ơi. Cố lên tiền ơi. Nhiều chừng nào vừa qua số. Chung nhóm mà. Không, em cổ vũ hai người chứ. Này mê sáu mũi nè, mê sáu mũi. 20 giây nữa. Mạnh lên em. Cố lên, cố lên, cố lên. Ow. Ô, vậy. Ôi. Yeah. Không mà cái này khó thật đó chứ, đâu phải đùa đâu. Thế mới nói là cái đội được 14 quả rất là giỏi. Đội nào được 14 quả giơ tay. Suy ra hai nhân vật này sẽ là hai đội trưởng chính thức của chương trình Bất Thầy Ấn Danh tuần này. Chúc mừng! Hai bạn đã có cái quyền là được lựa chọn ba thành viên tiếp theo nữa về cho đội của riêng mình để mình sẽ thi đấu với nhau. Bây giờ bạn là đội 1, bạn là đội 2. Quánh tu xì để lựa chọn. Ê, tại sao em cho cái búa nha. 1, 2, 3. Rồi, xong. Bạn nó nói gian dối, bạn nói ra cái búa mà ra cái bao. Ok, ok, ok. Mời em lựa chọn thành viên đầu tiên. Em chọn Châu ạ. Châu, mời Châu qua đây. Chết rồi, cũng thích luôn rồi. Đấy, mà em thì em cũng khá là thích cái ca khúc của anh Tú thì em chọn anh Tú. Anh về lộ của em. Nam chọn. Em chọn Tiền. Tiền. Ồ, vậy là mê sáu múi rồi. Đội này toàn cao to và vỡ. Mời em. Không lẽ em không chọn thành viên trong đội mình? Gen khá là thân rồi, thôi em chọn chị Annie. Okay. Trời ơi. Trời ơi. Con này nó lật quá hết á. Rồi chơi đất đã đến bạn ơi. Tính ra bạn này bạn đâu yêu thương gì hai tụi em đâu. Đúng không? Trời anh trời. Cứ tưởng nào chung nhớ là ba đứa là một đội xong rồi chọn thêm một người nữa ai về đâu cạch mặt tụi em luôn á, ghê không? Anh muốn thấy vai diễn quen của em sẽ đi về đâu. Đó. Ok ok. Loại đầu tiên luôn đó. Nam. Rồi thế thì để em xoa dịu nỗi đau cho Jen, em chọn Jen ạ. Jen. Chắc chắn rồi, chưa giờ sẽ thuộc về đội của bạn. Hai đội chơi cũng đã sẵn sàng và bây giờ hãy cùng với chúng tôi bước vào vòng thi đấu tiếp theo của chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh và đây là vòng thi mang tên Nhanh Tay Lẹ Mắt. Và hai đội chơi của chúng tôi thường thường thì sẽ rất dễ bị rối bởi những màn trình diễn vô cùng đặc sắc và đầy ấn tượng. Và ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ sẽ là một tiết mục này nhưng rất là đáng yêu, dễ thương, có nhiều cảm xúc và nhiều chi tiết dữ lắm. Nếu như đội nào có nhiều câu trả lời đúng thì đội đó sẽ nhận được gợi ý đầu tiên của chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chào đón tiết mục đến từ bạn Kim Anh, ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ với sự minh họa của vũ đoàn Rồng Việt. Xin mời. Caro bên phải, màu nâu bên trái. Giống nhau, đồ giống nhau. Để cái đầu tóc kìa. Hai đứa còn khác nhau, cái đó cũng là một cái câu hỏi đó. Rồi xong luôn. Bên này hai chữ. Một bên hai chữ, một ôi bên kia không có. Đâu bên kia còn hết. Hai chữ kìa, có bé hai chữ. Ờ đúng rồi. Một bên hai chữ, bên một chữ. Không, cả hai bên, còn bên kia không có luôn. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây. Trong ngóng đứa con xa tuổi mười ba con phải xa gia đình coi cứu thân một mình nơi xứ lạ thân con thơ nó đói
rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Có duy nhất một bông mé đeo cái vòng tay à? Còn sao nức nở tuổi thân còn khờ nọ đói biết nhớ ai, đời nỗi trôi đau biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ cảm ơn rủ đàn đồng Việt nhé, cảm ơn các con rất nhiều. Quý vị thân mến, hiện nay thì hai đội chơi đã có mặt tại vị trí trả lời của mình và hy vọng rằng là hai đội sẽ trúng tủ nha. Chứ hồi nãy giờ Minh Sù thấy là cũng khá là hoang mang rồi, có rất là nhiều chi tiết được đưa ra trong tiết mục vừa rồi. Hai đội trưởng đã có tấm bảng ở trong tay, chúng ta sẽ lắng nghe câu hỏi, có thể thảo luận trong đội. Ai nhớ cái gì cứ chạy qua đây nhắc đội trưởng của mình. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho hai đội chơi như sau. Có bao nhiêu bé đeo vòng tay trong tiết mục vừa rồi? 15 giây, bắt đầu. 5 chắc không? 4 chắc không? Chắc không? Xoay bảng. Một bé bên đây cũng là 1. Cho Minh Sù hỏi là các bạn chắc chắn đúng không ạ? Chắc mang dòng màu trắng luôn á anh. Mang dòng màu đấy. Trắng luôn á hả? Còn em tiếng Anh hỏi câu đấy. Nhớ chi tiết này không? Ông cái này là tiền nhớ. Này tiền anh nhớ. Trong tiết mục là tiền nó nói với em kiểu gì cũng sẽ hỏi có một có bé nào đeo vòng tay hay không? Cái vòng tay chắc chắn có trong câu hỏi luôn. Tại vì nó đặc biệt quá. Wow, bất xuất thầy sắc. Đáng đề. Từng trải anh. Từng trải luôn. Và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Câu hỏi số 2 như sau. Nhân vật trong lời bài hát Xa Gia Đình năm bao nhiêu tuổi? 15 giây, bắt đầu. Yeah, bên kia không biết. Giỏi vậy. Bên kia biết, rồi. Mình quên luôn, mình không có nghe. 5. Ủa, em muốn đoán đúng rồi. Tại... Hỏi đi em, mình đang... Chưa biết bài em. Đúng rồi. 1, 2, 3, xoay. 13, bên đây là 10. Có sự khác nhau rồi. Em nghĩ là 10. Là em cũng không rõ nhưng mà em đoán trong cái lời bài hát thì cái số 13 hoặc cái số khác thì nó rất là khó hát. Còn số 10 thì dễ hát hơn. What? 17 tuổi đó. Em ơi, không logic gì hết, Không biết. Không biết luôn, không chắc. Rồi, bên đây là 13 đúng không ạ?
Đáp án chính xác của chương trình đó là tuổi 13. Nơi xứ là người xa. Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cũ không một mình. Nơi xứ là người xa. Đó. Ok, tuổi 13 đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng, một điểm nữa cho đội bạn. Câu hỏi số 3 như sau. Bé gái đeo vòng tay, mặc áo có vạt áo caro bên nào theo cái chiều trên cơ thể của bé? Là nhỏ trái. Cái này mình có coi, mình giỏi, mình để ý thời trang. Cái thân áo của mình gì chứ ba, cái thời trang mình chơi. Ok. Trái phải. Trái đúng hay phải đúng? Đúng chắc rồi. Chắc chắn là sẽ có hoặc trái hoặc phải. Bởi vì là áo caro là có một bên thật sự. Và chỉ là bên nào thôi. Phải là một đáp án. Chưa. Thôi bây giờ ngược lại. Trái là một đáp án. Sai. Sai. Cố gắng lên nha. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho hai đội chơi. Mây trong màn hình LED có bay hay không? 15 giây, bắt đầu. Có màn hình LED à? Màn hình LED. Cái này là trả lời đại rồi. Tại trong màn hình LED chỉ có trăng chứ không có mây, không biết có bay không ta. Bay có hiệu ứng mới đẹp chứ. Nhiều khi người ta lại dài sao? Trời ơi, em lo, em lo nghe bé hát không rồi em nhìn. No. Màn đêm. Không. Nếu mà có mây là nó sẽ bay. Trời đi em ơi, không còn gì để mất đâu. Mây, lật bảng. Em. Không. Ôi. Không sao. Nhau nè. Okay. Câu này tụi em không biết, ý là tại vì tụi em không biết. Không biết, còn em là em đoán là không hay là... Em có nhìn trọng là có tre trăng với buổi tối là tối mây, ít không. Mây lắm. Em thấy có sương mù mà em không có nghĩ. Thấy mưa rồi. Em thấy sương mù. Cái đó là mây đấy. Nhiều khi không có mây luôn á. Sương mù mà nó phải mây là phải có mây. Có mây à? Câu trả lời của chương trình đó chính là không. Có. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha. Cũng đánh đố mọi người chứ bộ hả? Câu hỏi số 5 như sau, có bao nhiêu bé có vạt áo caro phía bên phải? 15 giây bắt đầu. Thời trang nữa. Lại thời trang. Ok. Yeah. À, đúng rồi. Nhanh gọn. Nào, hai bên lớn được kia mà. Hai bên lớn được kia thôi. Người ta nhớ mà. Thế dễ quá. Trời giỏi quá vậy. 6. Về thời trang thì Châu đã theo dõi và quan sát rất kỹ. Còn bên đây thì rất là tự tin với đáp án này. 6 là một đáp án. Không thể nào sai được. Câu hỏi cuối cùng rồi nhá. Câu này liên quan tới cô ca sĩ nhí Kim Anh, rất là dễ thương và hát hay. Mặc dây chuyền của cô bé ca sĩ này màu gì? 15 giây bắt đầu. Trời ơi, có thấy dây chuyền nhưng mà nằm trong áo sao thấy được trời. Đúng trời rồi. Ủa chơi vậy chơi được luôn. Được. Thôi chắc là giờ mình đoán những cái mặt dây chuyền có thể đi. Nên là áo màu gì nhỉ? Có thể giờ là màu xanh lá cây thôi. Xanh lá cây á, đúng góc của thủy đấy nè. Mời Nam, xanh lá. Đừng hỏi gì thế, em ở đây không có thấy được. Bạch kim. Bên này chơi kim cương. Bên đây là đá đúng không? Đá, xanh lá, bên em là coi như là nguyên sợi. Đúng rồi. Bạch kim hết. Nó phải vô với concept. Tại vì cái áo nó là bông lá, nó là cái bông sen rồi thì nó phải là xanh lá. Xanh lá dạ. Và câu trả lời chính xác của chương trình đó chính là không có đeo. Dạ. Trời ơi. Ôi tin được. Hồi nãy á, em định nói là không có đeo rồi đó. Đúng không? Mà bên kia nói là thấy đeo sợi dây chuyền bên trong là mình đoán luôn. Bởi bên kia gài rồi.
biết đâu trí nhớ mình nó chính xác sao? Rồi, tổng kết lại qua 6 câu hỏi với vòng nhanh tay lẹ mắt này thì đội của Nhâm Phương Nam đã thắng được 4 câu đúng, chúc mừng. Còn đội của KG, trời ơi, xuất sắc quá, tụi em đúng được 2 câu. Ừ. Vậy là đồng nghĩa với việc đội của Nhâm Phương Nam, tất cả các thành viên trong đội các bạn được quyền thảo luận với gợi ý đầu tiên của chương trình. Xin mời. Thường thường cái gợi ý đầu tiên rất là quan trọng. Quan trọng ở đây là các bạn có cơ hội khoanh vùng được. Xin mời các bạn. Nói chung cuộc sống mà, đúng mình rồi. Trước lạ sau quen thì người ta xem xong người ta share cho mình mà. Đấy. Chỗ anh em chả nhẽ người ta không share. Anh Minh Sù coi rồi, anh Minh Sù nói cho em nghe chứ. Nói nhỏ luôn à. Anh không thấy. Hiện tại thì bên đội của Nam đã có được gợi ý đầu tiên. Bên này thì chưa có gì. Và các bạn hãy cùng xem thái độ của bên đây như thế nào nhé. Các bạn đã hỏi chương trình và chương trình sẽ trả lời cho các bạn. Câu trả lời đó chính là không. Really? Đúng rồi. Yeah. Có nghĩa là team bên đấy đúng không? Câu hỏi là như thế nào nhỉ? Câu hỏi của đội bên này là bên đó có đẹp trai không? À, dĩ nhiên bên này đẹp trai rồi. Thì bên này mới nói là bên không. Đội bên đó đẹp bên trai. Thì ban tổ chức trả lời là không ạ, xin thưa. Theo em phân tích nhẹ nhẹ thôi thì chắc là họ sẽ hỏi một cái câu rất là đơn giản thôi. Người ẩn danh có ở bên đội bên này hay không? Đó, thì chương trình sẽ trả lời là không, đúng không? Tự nhiên anh Tú anh động đẩy nhỉ? Thật sự không có gì cái từ anh đông tại tôi đông đậy tại thua hợp lý nhỉ một cọc nhưng mà nó hợp lý à anh Tú hợp lý nhờ. Đúng không em đúng không em cũng thấy hợp lý nên nhột nhột cho nên bên nhột kia mà. Không hề không hề hợp lý miếng nào hết đấy, không hợp lý cái câu hỏi nó gắt lắm nó gắt rất là gắt thôi đó chứ bây giờ tụi mình bàn đi tụi mình có nên công bố cái câu hỏi cho bên đội kia biết không có đâu công bố luôn với câu hỏi đi bàn nè theo anh thì câu hỏi mà đội bên này nhận được á đội này nói thiệt nha ban tổ chức cho quyền đội này hỏi 3 cái tên mà đội này nghi là một trong 3 người đó sẽ là bậc thầy ẩn danh thì bên đội có ghi cả người bên đội bên đó và đội bên này nữa thì câu trả lời đều là không được ba người luôn thì cả 3 người ghi đúng thì rồi. Đều không dính người nào hết bây giờ là mình loại được 3 người rồi ok tới đấy thôi cho vui tí nữa vâng kiếm tiếp như thế thôi dạ đồng ý chúng ta thật sự ra thì chỉ biết được 1/3 thôi chúng ta có tới 3 gợi ý của chương trình mà nhưng mà nếu như một vòng thi mà 2 đội chơi bằng điểm với nhau thì là nhận được 2 gợi ý trong một vòng nữa thì có thể là 4 gợi ý trong một game hoặc là 5 gợi ý trong một game đó mới là điều thú vị của chương trình này tiên nãy giờ em thấy mọi người bàn luận xôn xao như vậy em thấy sao em thì khi mà ban tổ chức gợi ý em câu hỏi đó thì em không biết nói ai hết tại vì em biết câu trả lời trong đó ê ông nói làm như ổng là bậc thầy ẩn danh anh đúng rồi đúng em nói luôn tiền quá không biết sao anh Tiến đang tạo độ khó cho game nào em muốn nói gì không em chỉ nghi tiền thôi rồi đó chính là ẩn số của chương trình và chúng ta còn tới 2 mật thư mà chương trình mong muốn dành tặng cho người chiến thắng ở 2 vòng tiếp theo đừng chuyển kênh nhá chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo Bậc thầy ẩn danh đã quay trở lại và đây chính là vòng thi đấu mang tên Người Thông Thái. Và bây giờ chúng tôi sẽ có 8 câu hỏi dành cho 2 đội chơi. Chúng tôi sẽ tính điểm như sau. Mỗi câu hỏi đặt ra, các bạn có quyền trả lời cá nhân hoặc là copy bài của thành viên trong đội của mình. Làm sao? Càng nhiều điểm càng tốt. Mỗi người trả lời đúng một câu được 1 điểm. Một câu 4 người đúng được 4 điểm. Tổng số điểm 8 câu mỗi đội có thể mang về cho mình là 32 điểm. Rất là cao. Cố lên nhá. Vậy mình copy bài đi mọi người. Cháu ơi, sở trường của em là những câu hỏi liên quan về điều gì? Thời trang. Sẽ là một câu đố em nha. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng, sinh thì bạch, tử thì hồng. Đố là con gì? Trời ơi, con gì lạ vậy? 15 giây, bắt đầu. Đầu gấu trúc. Đầu khóm trúc. Không đuôi trúc. Thì khúc rồng, sinh thì bạch, tử thì hồng. Đố là con gì? Đây trắng chết đi. Tử là mùi hồng. Đầu khóm trúc. Ok nhá. Đầu khóm trúc nha. Nghi lắm. Dạ bên đây xin mời các bạn ghi lại biết bừa có người biết một con. Ok biết bừa. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Không được ghi. Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, em thề. Em biết rồi. Dở lên. 2, 3, dở.
Dạ. Tiền. Trắng. Tôm em. Nam. Trắng. Châu với lại Gen ghi là con tôm. Không tính bởi vì là các bạn bị hết giờ rồi. Trời bên ơi. Đây là cá chép, cá chép, cá chép, cá chép. Tại sao đây là con cá chép? Tại vì đội trưởng kêu là anh cá chép. Mỗi lần đó là cá chép hóa rồng á hả? Đầu khóm chút là nó chỉ 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 ra. Con cá chép đầu nào chỉ ra? Người ta nhớ con cá chép nó đầu chỉ chỉ ra mà ta. Đuôi khúc rồng, đuôi nào? Đuôi nó màu đỏ, màu trắng nó giống con rồng. Em con rồng màu gì? Em nằm mơ thấy con rồng mực. Đỏ cho một cảm ơn em. Đáp án cá chép hoàn toàn không chính xác một chút nào cả. Trả lời lại không? Tôm mới là đúng. Trời ơi. Nhưng mà hết giờ rồi ha. Nếu như mà hồi nãy nhanh trí ra một chút xíu nữa thì chúng ta trả lời đúng rồi đúng không? Câu hỏi số 2 như sau. Trung bình mỗi con người có bao nhiêu cái răng khôn? 15 giây bắt đầu. Em nhớ ba. Không biết luôn. Trung bình. Răng đó, copy bài. Răng khôn. Ủa là 36 hay 32? Thì chưa bị khôn luôn. Cái này phải hỏi là trung bình mỗi con người sẽ có bao nhiêu cái răng không được khôn bây giờ. Trời ơi, cái răng nó đau dữ lắm. 5. 1 bên, 2. Ghi đi. Ok. Ok, như thế đấy. Ủa, mời các bạn giơ đáp án. 4. Và em phải chia đều anh ạ. 4422. Bên đây là 4444. 4 đúng, 2 sai. Không sao. Ồ, sao cái này giải thích? Mình chia ra đúng không? Ủa sao em mọc có 2 cái răng khôn mà ta? Chưa mọc hết. Tại vì chưa mọc hết 2 cái răng nữa, đúng. Chính xác là như vậy. Theo khoa học thì mỗi con người trung bình sẽ có 4 cái răng khôn. Nhớ nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Bùi Kiệm và Trịnh Hâm là hai nhân vật xuất hiện trong truyện thơ nào của Việt Nam? 15 giây bắt đầu. Cái này dàn lớp mai lịch sử nè. Việt Nam hả? Nhanh lên. Anh Tú sẽ học em, giỏi mà đúng không? Cái em như anh không giỏi văn. Cái gì? Cái gì? Giỏi lý em ạ. Cuối đình chiều. Cái con. Em biết. Sao? Thôi mỗi người ghi ý đại đi. Thôi, không biết đâu. Đó là gì? Cuối cùng Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu, chính xác. Em đi coi nhạc kịch cái này rồi. Đáp án của các bạn là không có. Truyền Kiều. Ừ, hay không lắm. Không phải Truyền Kiều. Kiều. Công nhận luôn á. Hi hi. Các bạn đều không có đáp án. Và đáp án chính xác của chương trình. Đây là hai nhân vật mà người ta ví von đó. Là học dở đó. Là ngày hôm nay là đó, Trịnh Hâm xuất hiện quá trời. Rồi Bùi Kiệm cũng xuất hiện nhiều nhỉ. Đây là hai nhân vật xuất hiện trong truyện thơ Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên quá. Nói ra thì trời ơi đúng chưa, mình nhớ đúng chưa. Nhưng các bạn phải nhớ thật là kỹ. Tiếp theo câu hỏi liên quan về khoa học. Khoa học nè. Cái chuyện em sẽ rất là rành về cá đúng không? Dạ. Hồi nãy là cá chép cá. Là em rất là rành đúng không? Em nghiên cứu kỹ về cá luôn. Câu hỏi thế nào về cá? Ô cá luôn anh. Con cá luôn. Cá ngủ có nhắm mắt hay không? 15 giây bắt đầu. Chị nghĩ vậy chị chưa bao giờ thấy. 5. Ê mình chỉ ghi khác được không? Đây, ghi. Mình em ghi khác được không? Tôi nghĩ các bạn cũng không biết đâu. Nhưng các bạn đang chơi chiến thuật có hoặc không đúng không ạ? Tại cái mắt cá của em là nó không nhắm rồi đó. Châu ơi, em bớt xàm. Chết rồi. Ủa bên đây toàn là không thôi. Em nghiên cứu kỹ cá mà. Vì sao lại không? Thì con cá nó hình như là nó không có cái gì đó. Không có cái gì để chớp xuống. Đó đúng rồi, không có cái chớp xuống để nó nhắm. Không, con cá sấu có. Con cá sấu có nhưng mà nó... Không có cái chớp xuống. Nhưng mà chớp xuống là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Mi mắt đó bà ơi. Em chưa cắt mi, em không biết. Đáp án chính xác của chương trình là... không nhắm mắt được. Yeah. Bởi vì nó không có mí mắt. Đúng là rằng về cá. Ở bên này thì có hai người trả lời đúng, hai người trả lời sai, mình được 2 điểm. Còn đội bên này được 4 điểm, chúc mừng các bạn. Đều nhau đấy. Ráng nói vậy. Câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn như sau, liên quan tới âm nhạc. Nói về âm nhạc thì ở đây ai cũng rành đúng không? Tiền ơi, em có rành không? Em rành lắm. Rành luôn đúng không? Ca khúc em thích nhất là ca khúc nào? Ca khúc mà gần đây mà em hay nghe nhất của anh Tú. Cảm ơn. Mạnh mẽ. Em rất là thích hai bài của anh Tú. Bài hát nào em? Cuộc sống em ổn không hay là... Với Mạnh mẽ lên cô gái. Mạnh mẽ lên làm cô gái. Cảm ơn tiền. Fan hâm mộ. Cô gái này cần mạnh mẽ nên nghe lời đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi liên quan về âm nhạc như sau. Nhóm nhạc
đông nhất Việt Nam hiện nay là nhóm nào? Trời ơi. Ôi dạ. 15 giây. Nhóm mình không? Đây. Phải không vậy? Đúng không em, đúng rồi. Nhóm Zerona nha mọi người ơi. Vô đi pha. Zippy nha. 5 4 3 2 1 Đúng rồi. Ai là trả lời câu này? Nam. Ai bên đây trả lời câu này? Em. À. Em. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Và câu hỏi tiếp theo liên quan tới những người thích đi du lịch thế giới. Em đi nước nào rồi? Em đi Đức, Ý với Pháp. Đức, Ý và Pháp? Dạ. Đi châu Âu rồi đúng không? Dạ, ok, bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan tới châu Á. Em biết mà, em châu biết đi. Châu gì thì tôi không biết, nhưng câu hỏi như sau. Đất nước có diện tích lớn thứ hai trên thế giới là nước nào? Thứ hai. Thứ hai. 15 giây, bắt đầu. Lớn nhất thì quá dễ rồi. Nhưng lớn thứ hai là nước nào? Không biết luôn á. Nhanh nè, cúp bị bài nè. Hình như nhá, hình như lại 8 giây. Ok, đây là đứa này đứa khác. Thôi không, anh nghĩ là tỷ lệ 80%. Ok. 5 3 2 1 Hết giờ. Trung Quốc, Mỹ. 4 bạn tự tin về Canada. Rất tự tin luôn. Trung Quốc có thể là đông dân nhất. Dạ. Còn đây là diện tích em ạ. Diện tích về đất nước. Nga cũng Nga là lớn nhất, còn lớn thứ nhì đó chính là Canada. Hay quá rồi. Hay quá. Không, cái này chưa đi Canada chưa biết. Dành cho đội của Casey. Và bây giờ câu hỏi số 7 như sau. Cái này là liên quan tới mỹ thuật. Anh là trùm cái này luôn, hồi xưa học mỹ thuật. Dạ, anh chỉ cho em trả lời đi. Nếu pha màu vàng và màu xanh dương theo tỷ lệ bằng nhau thì được màu gì? 15 giây bắt đầu. Quá dễ, câu này cho điểm. Màu bao? Xanh lam. Có thể á. Đúng rồi. Vàng với xanh dương. 5. Ra màu gì? Đúng không? Không biết nha. Anh đi biết vậy. Hết giờ rồi mấy đứa ơi, quay qua. Không được tính nha. Tại hai chữ luôn mà em lỡ ly có chữ. Được. Xanh lá. Này cùng một đáp án nha. Tôi xin được thông báo đáp án xanh lá là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nhưng chúng tôi hỏi là màu gì? Màu lá là màu gì? Có lá úa không, nha. Nhưng không. Có lá úa, lá vàng, lá mùa thu nha. Họ đang nghĩ vội nhanh quá mà. Đừng có ngụy biện nữa. 2 điểm bên đây được 4 điểm, chúc mừng. Câu hỏi cuối cùng như sau. Giải đấu bóng đá tại Thế vận hội mùa hè năm 2020 được tổ chức ở đâu? 15 giây bắt đầu. Mỗi đứa ghi nước mình biết đi. Cho gợi ý luôn nè. Nằm ở châu Á. Châu Á hả? Ghi đại đi em ơi, ghi hết ra. Ghi nước đi. Maybe nha. No. I don't know. Em cũng I don't know luôn, em ghi đại. Thái à? Sao quá đi khắp. Khắp luôn nè. No. Khắp đi khắp. Thái Lan chưa được. Trung Quốc, Thái Lan. Nhật. Tại sao các bạn không giống như bên này, mình viết nhiều nước đi lỡ như có trúng nước nào? Em thích xem bóng đá lắm nhưng mà không để ý là nó sẽ tổ chức ở quốc gia nào. Dạ. Yeah. Ví dụ như những cái như Euro hay là World Cup đồ gì thì mình xem kỹ hơn. Hoặc là bóng đá nào có Việt Nam. Đó, hôm nay bóng đá thế giới thì như em có đọc từng đọc một cái tin là có ở Nhật. Em tin bạn em, đội em. Tin bạn em đúng không? Ok. Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, đâu là đáp án chính xác hoặc sai hết? Giải đấu bóng đá tại Thế vận hội mùa hè 2020 được tổ chức tại Nhật Bản. Chúc mừng. Sẽ được tổ chức từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2020 tại Nhật Bản. Đội của Phương Nam hiện nay các em đang đúng được 18 điểm. Đội của Keiichi 16 điểm. Sao giấu, nãy giờ bọn em đúng nhiều mà. Tụi em đúng được 16 điểm. Ồ, cũng nhiều quá. Rất là tiếc. Một lần nữa chúng tôi phải trao quả cầu gợi ý thứ hai dành cho đội Nhâm Phương Nam. Chúc mừng. Đầu tiên quá à. Trao cho em cùng với đồng đội của mình. Chúc tụi em giải mã thành công. Mau tìm được bậc thầy ẩn danh. Cái gì?
Chắc chắn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là gợi ý của mình, đây là gợi ý gì và anh chắc chắn luôn rồi kìa. Là chắc chắn là gì? Ta kìa. Tụi em chơi giỏi lắm anh, thắng hai vòng rồi đó. Đau trong lòng quá, không biết gì chứ. Em lại biết được ai rồi đó. Em không biết ai. Rồi, xin mời các bạn trở về vị trí. Cái gợi ý này nó quá là cụ thể đi. Nên là nếu mà tụi em nói cái gợi ý này ra một cái là người có thể là mọi người sẽ biết được cái người đó. Ví dụ như là người ẩn danh là không phải là MC gì đó. Chết. Rõ vậy luôn á. Nếu mà như vậy thì anh nghĩ như này nhá. Tụi em phải có một cái chiến thuật làm sao để bảo toàn được số lượng bình chọn của đội mình á, sao cho hợp lý nhất để mà bảo toàn cái điểm số chia không có bị nhiều. Em nghĩ như là cái game này không phải là mình chơi cuối cùng là chơi theo đội, mà mình chơi theo là người truy tìm và đúng, người ẩn danh. Đúng. Nên là 7 người một đội và một người còn lại chơi một mình. Nên là bây giờ em nghĩ là mình cứ nghe ý kiến của mọi người hết rồi tụi em sẽ nói cho mọi người cái nội dung của tụi em có. Hợp lý. Bây giờ có ai có nhu cầu muốn nghe gì không ạ? À? Tụi em là không biết cái gì đi. Đúng rồi, không biết gì đâu chia sẻ. Bên này có muốn lắng nghe cái gì không thì mình xin hiểu không? Nếu mà đội bên đó đoán đúng cái câu mà đội em được cho thì em sẽ trả lời là có hay không. Ok, đồng ý, hợp lý. Mình sẽ suy nghĩ để đặt câu hỏi. Thay mặt cho đội 1 thì Tú không, Tú muốn hỏi là cái người ẩn danh á, người ta đang nằm ở trong đội 1 là đội của Tú hay là đội bên đội 2? Đội 2. Bây giờ mình trả lời thiệt, người ta có quyền tin mình hay không? Đúng. Anh em có cho quyền trả lời không? Câu này không, thôi. Cái câu này á nó lộ hơn cái câu mà trong ban tổ chức gửi không, thật, cho mình. Thật sự nhất là vì nếu câu này... mà nói thì nó cái bên tổ chức gửi cho mình nó lại không lộ bằng cái câu này. Với lại câu này nếu mà mình trả lời câu này nó cũng không chắc chắn lắm. Câu này chắc chắn, hai cái gửi của mình gom lại là đủ rồi đó, là đủ biết rồi đó. Ồ, anh nghĩ là chắc chắn đó. Thì tụi em có trả lời hay không thôi. Rồi, ok. Câu trả lời của đội bên này, tin hay không thì tùy. Nha. Chắc là tin. Là người ẩn danh, không nằm trên bên kia. Ồ, em biết ai rồi đó. Tin hay không thì tùy. Khi các bạn có được thông tin này, các bạn được quyền suy luận theo sự chia sẻ của Châu. Bây giờ thì Minh Sù nghĩ rằng là tất cả chúng ta vẫn sẽ còn một gợi ý nữa. Đây là một gợi ý đắt giá, gọi là chốt luôn. Hy vọng rằng đội mình sẽ chiến thắng. Vì nếu như đội mình thua nữa thì bên đây là một cú triple, thắng 3 lần là coi như là biết được đáp án và họ sẽ chơi theo cá nhân, theo đồng đội luôn. Thì các bạn sẽ không có gì cả nha. Đau vậy? Ráng thắng lên nha. Và bây giờ quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng dành một ít phút giải lao để hai đội chơi chuẩn bị bước vào vòng thi đấu cuối cùng của chương trình. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu mang tên Vận động đồng đội. Một cái game thử thách liên hoàn dành cho hai đội chơi. Chúng ta đã có được hai gợi ý rồi và bên đây thì chưa có cái gì cả. Hy vọng là các bạn sẽ chiến thắng vòng này nhé. Luật chơi sẽ rõ ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ có 4 vị trí, 1, 2, 3 và 4. Người đầu tiên sẽ phải dùng hết khả năng của mình, ăn hết 5 cái bánh cùng một lúc. Và sau khi ăn xong, các bạn sẽ phải huýt sáo để báo hiệu mình hoàn thành. Khi đó, người thứ hai mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng ta sẽ thổi một cái bong bóng để nhấc bổng chiếc ly giấy này qua vạch quy định của chương trình và xếp thành hai cái tháp ly như thế này. Sau đó các bạn sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Người thứ ba sẽ tiếp tục bằng cách dùng tay gắp một chiếc đũa rất là to nhưng không được qua vạch quy định của chương trình. Các bạn sẽ phải phân loại bóng bàn màu cam qua một bên, màu trắng qua một bên. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì người thứ tư sẽ sử dụng đôi chân vịt. Đâu rồi ấy nhỉ? Chân vịt xuất hiện rồi. Đây. Sau đó chúng ta sẽ đạp vỡ hết cả 5 trái bóng thì đồng hồ thời gian sẽ dừng lại. Đội nào hoàn thành xong game liên hoàn này với thời gian sớm hơn sẽ là đội chiến thắng. Vì lý do Châu đã mang chân vịt, chắc có thể là đội mình rất muốn chơi trước đúng không ạ? Và chúc cho đội sẽ hoàn thành xong sớm nhé. Một tràng hô tay cho đội của Nhâm Phương Nam. Các bạn phân chia vị trí đi. Châu thì khỏi rồi, mang chân vịt thì đạp bóng nha. Thời gian dành cho đội của Nhâm Phương Nam. Các bạn sẵn sàng chưa? Nguyên đội mình làm cái sẵn sàng cho nó máu lửa coi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! 1, 2, 3, yeah! 2, 3, bắt đầu! Biết huyết sáo không đây? À, nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Nó rất là dễ ngán. Ăn là
lần ăn lần hai cái được không vậy? Tốc độ của em anh lần nữa để giật tay luôn chị. Anh nhanh lên. Cái gì vậy? Cái bánh này nó khô quá. Ông chơi cho nó còn à. Cục trong này dữ quá. Đây trời ơi. Chuẩn bị thổi. Hết ráo nha anh. Chưa nghe. Chưa được. Dạ được a được a đó a đó. Rồi vô. Phải biết sao. Đúng rồi. Ô. Chết rồi. Xa nhau quá em. Phải chồng lên được nha. Xếp lại kia. Gái. Sát quá, chỉnh lại đi. Chuẩn bị, sắp rồi. Sát quá. Và chưa được. Khó à anh. Em phải để cho nó xích vô. Xích qua một xíu. Yeah. Trời ơi. Giỏi dữ ta, nấu ăn giỏi hả? Nhanh bát. Nhà hơi gấp ngàn như này đó. 2 phút rồi. Quá giỏi. Châu chuẩn bị ra chân nha. Được chưa? Chưa, còn 2 quả nữa. Chuẩn bị. 1, 2, 3, đạp. Được. Trong đội ba chàng trai ai cũng nhẹ nhàng từ tốt người ta làm mà Châu. Ba. Rồi thiệt chứ. Trọng mấy cái Châu ơi, em là mất thiệt rồi. Và thời gian dành cho đội của Nhâm Phương Nam sử dụng hết trong game liên hoàn này đó chính là 2 phút 43 giây. Ok, giỏi rồi. Đội chơi tiếp theo sẽ thuộc về KJ, xin mời. Người ta hay nói đầu xuôi thì đuôi mới lọt được. Em làm càng nhanh thì đồng đội của em mới có tinh thần làm càng nhiều nha. Ok, rồi bây giờ sẵn sàng. Thời gian chuẩn bị. 3, 2, 1, ăn. Đây nam tính có thừa đúng không em? Quỳnh 2 phút 07 giây là thời gian chiến thắng của các bạn. Và chắc chắn rồi, đây là gợi ý cuối cùng dành cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Ủa quên, xin lỗi, tụi em chiến thắng 2 vòng đầu thôi, còn vòng này thì đội bên này chiến thắng. Rất vinh dự cho anh khi cũng được một lần trao cái quả cầu với gợi ý cho tụi em. Vô mình hợp team cái này. Hợp cái này luôn mình hả? Chia sẻ đi nhỉ.
được quyền hỏi một lại ban tổ chức để coi chắc là kiểu gì người chưa tìm mình sẽ xe công công thức lấy đầu xe đây qua mình giúp đỡ đi à, sao thực sự chưa giúp không khó hiểu quá thì để giải thích cho nè câu hỏi khó hiểu đúng không khó hiểu thôi nhưng mà bây giờ kết quả nó rõ nhưng mà cái này hơi khó ha mình chơi quá dở mình công nhận tự nhiên không phải là tôi biết rồi bạn bớt mình bớt lôi bạn vô đi ôi nghe anh Nam anh Nam phải im im. Quý vị thân mến, chúng tôi không còn những sự gỉ nào cho hai đội chơi nữa cả. Thế nhưng ở gỉ cuối cùng, các bạn cũng đã cho chúng tôi một câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn nhé. Câu trả lời của ban tổ chức là... Có. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đội của KG đã có những cái cuộc suy nghĩ riêng của bản thân mình nhưng có vẻ như là cũng hơi hoang mang, chưa vỡ òa lắm. Có vẻ như là hơi căng thẳng nhẹ. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều sự phản biện của những người chơi ngày hôm nay. Nhưng Minh Sù lưu ý với 8 người chơi, chúng ta nên đi tìm người là bậc thầy ẩn danh cùng với nhau. Bởi vì số đông thì chúng ta mới mở được cái quả cầu đó. Còn nếu mà số ít thì chúng tôi cũng không mở được. Và bây giờ sẽ là cuộc thảo luận cuối cùng dành cho 8 người chơi. Đội mà vừa nhận được gợi ý, share cái gợi ý mà mình nhận được ý. Okay. Rồi sẽ share lại câu hỏi thứ hai cho. Ở trong cái vòng vừa xong ấy, thì bên của Tú nhận được một cái gợi ý cũng khá là rõ ràng. Sẽ xác định được 3 người bên đội bên đó. Trong 3 người đó là có người ẩn danh nằm trong đấy. Thì lúc đấy hỏi thì có là hỏi 3 bạn nam là Jen, anh Tiền và Phương Nam, Nam. Thì là ba người đó, trong ba người đó sẽ là một trong ba người sẽ là người ẩn danh và đích thị là như thế. Thì bây giờ lật lại câu hỏi thứ nhất, chúng ta cùng bàn luận về cái vấn đề là ba cái người được ghi ở trong trong sổ á, thì mọi người có thể show off ra đến giờ này show off ra bởi vì là chúng ta cùng là... tìm cái người ẩn danh ha. Thì bây giờ mình đã có ba cái tên được khoanh vùng rồi. Đã, nãy đội của Châu là hỏi đội bên kia nên là cũng không có thêm được dữ kiện gì cả, tại vì nãy đội của Châu hỏi là ba người bên kia là Annie, Tú và KG là có phải là người ẩn danh không, thì bên tổ chức nói là không. Cái này mới khó này. Cái dữ kiện thứ hai á là người ẩn danh không có trong nhóm nhạc dây. Oh. Nên là khoanh vùng lại là hai cái tên này. Nhưng mà cho dù là có hai người thì bậc thầy ẩn danh cũng chỉ có một, đúng quan trọng là mình phải tìm được một, mình phải vote đúng một, chứ mình vote 3, 4 là cũng không bật được cái người đó ra. Em nghi nhất là anh Tiền. Sao em là người để ý rất là kỹ đội bên kia, là nãy giờ em cứ thấy mắt anh Tiền cứ liếc qua liếc lại, anh Tiền nhắm cái gì trong miệng mà một mình rồi cười mỉm. Anh nghĩ cái gì? Anh nghĩ không, mấy bạn này không sẽ tìm ra được mình đâu. Không nói cũng đúng. Nãy giờ là anh hát bài của Tú đó. Trời ơi, anh hát không à? Cái gì, cái gì sao? Nãy giờ nói vậy thôi, anh cũng nghi ngờ anh Nam. Tại vì anh Nam cũng có là một cái ánh mắt cũng rất là bí ẩn. Nên em cũng đang rất là nghi ngờ. Cân giữa hai anh này là rất là khó. Tại vì hai anh đều ít nói như nhau. Đúng, đúng. Không có rõ về một người nào hết cho nên rất là khó. Không, anh lại cười mỉm kìa. Thế anh lại cười mỉm. Tại vì theo em á, theo quan điểm của em cũng biết Tiền ở ngoài rồi. Tính Tiền vậy á. Vậy hả? Nó tỏ ra nguy hiểm á. Nên là Châu cũng rất là hoang mang là không biết phải vay Tiền không, nhưng mà Châu rất là nghi Nam. Tại vì hồi nãy lúc mà chơi cái game cuối cùng, nếu mà như người ta muốn nhận được cái gợi ý cuối cùng, mà tại vì hai gợi ý đầu tiên là ban tổ chức đã khoanh vùng quá rõ là đội của Châu là người có người là đội có người ẩn danh rồi. Nên là nếu mà cái game cuối cùng mà đội Châu thắng nữa thì đội Châu là có thể là sẽ biết luôn người ẩn danh là ai. Nên là tự nhiên Nam ăn bánh rất tỉnh. Nam cứ ăn một miếng rồi uống nước, ăn một miếng rồi uống nước. Nên là mình rất là chậm cái game đó. Nên là thật sự là Châu rất là đi vậy nè. Tương tác nó chậm đâu. Thằng bé nó đâu có biết đâu. Nó tưởng đâu là cứ ăn từ tốn thôi. Mình cũng phải hỏi một bạn ăn bánh ở bên kia nữa là ăn cái bánh này rất là khó. Cái Junior nó ăn và nó nước ung. Anh bị ăn chậm quá, anh bị ăn kiểu rất là... Rồi bị ăn whisk là với cả là ai mà quen anh thì sẽ biết anh bị một bệnh lành không ăn được nhanh. Anh ăn nhanh là anh sẽ bị trào ngược hết ra. Ok. Rồi. Hợp lý. Cũng hợp lý. Cũng có thể là ăn cái này nhanh quá thì sợ mẻ răng. Vậy thôi vậy chứ nói với Tiền thì Tiền nghi ai? Còn anh Tiền sao? Dĩ nhiên Tiền nghi Nam rồi. Chắc chắn Nam luôn á. Hai người quấn tù xì đi. Đúng chắc rồi, chắn Nam luôn. Hai cái đứa này các bạn có quyền tin hoặc không tin. Mọi người nên nhớ Nam có một lợi thế là Nam đang thứ 2 vote. Nếu mà tin Nam thì những cái đội mà người truy tìm cái nhiều cái cơ hội hơn. Nhiều anh Tiền một vote à. Đây mình ghi Nam vô trước nha. KG cũng đang có 2 vote. Nếu tụi mình khoanh vùng được đúng rồi á, tụi mình vẫn sẽ. Nếu mà thêm Nam thì là góp gió thành bão. Nam chắc chắn mọi người ạ. Vì sao? Cái nét giả trân. Vì sao Tiền? Tại vì giờ còn 2 người thôi nhưng mà phải Nam rồi. Phải em. Em phải đưa ra một cái lập luận gì đó để cho người ta tin. Em đưa ra một cái lập luận nè, không phải là em.
Không phải là nam. Chắc chắn như vậy luôn á. Trời ơi. Lập luận gì kỳ cục. Sự thuyết phục. Bên đây cũng vậy lập luận nè. Mời Tú, Tú muốn nói gì? Em bị tính rất là sai. Đáng nhẽ em phải cho một người ở trong nhóm ba người và một người loại hẳn ra. Nếu mà cái người đấy mà ở trong nhóm thì chắc chắn là anh Tiền hoặc là bạn Phương Nam rồi. Bây giờ đang rất là khó bởi vì là hai người đều giữ cái gu kiểu lạnh lùng á, ngay từ đầu đến bây giờ. Sau cái vấn đề trao đổi này thì bắt đầu em có thiên về Phương Nam nhiều hơn. Bây giờ ai là người vót Tiền là người ẩn danh giơ tay. Tại vì Tiền là người nắm chắc câu hỏi nhất nè. Vậy hai tin. Người đó là 4 phiếu. Đúng rồi. Là mình chị chỉ có 3 vót. Rất là đang lưỡng lự, tất cả mọi người đều lưỡng lự hết mà. 3 vót thì tức là những người còn lại là lưỡng lự chứ cũng không phải là chọn nam hả? Vậy thêm một dữ kiện thôi cho quan sát cách chơi nha. Ở vòng 1 cái lúc mà coi bạn hát á thì Tiền rất là tập trung và Tiền tìm, Tiền nhớ và Tiền là người giúp cho đội trả lời được đúng luôn. Cái vòng tay chắc chắn có trong câu hỏi luôn. Tại vì nó đặc biệt quá. Thì nếu mà một người chơi có chiến thuật là ẩn danh thì họ sẽ biết, họ cũng không nói. Đội mình thua thì đội mình không có dữ kiện thì đội mình không biết chứ không, sao. Mà phân tích như vậy cũng không đúng tại vì lỡ người đó lại mà mình đang bên bạn luôn á. Tiền có hiểu cái điều Châu nói không? Châu đang bên Tiền. Đang rối đây nè. Thì bây giờ Tiền giúp Châu ơi. Nó phá game, cái tính nó phá game ở ngoài em biết. Genio, em muốn nói gì không? Em không biết. Trời ơi. Đây đấy, ghi tên nam trong này rõ ràng luôn. Đang đứng ngoài. Vậy là anh Tiền không có gì để nói đúng không? Khi nãy mà mở cái kia ra là Tiền là người đi tìm. Không phải là người ẩn danh. Sao mặt chả có ai tin mình luôn với kìa. Ai nói nó càng bị lấp bắp quá. Anh là anh tin em đó chứ. Đúng rồi. Thì ai nói gì anh cũng tin. Tin Tiền đi. Mọi người nhớ nè. Người ẩn danh mà giữ mình được á. Một mình người ẩn danh sẽ nhận được 10 triệu. Tụi mình là người truy tìm phải cùng chơi với nhau. Thì tức là mình phải, nếu mà mình chắc chắn cái đáp án nào, mình phải nói cho đồng đội của mình cùng ghi vào cái đáp án đó. Tại vì ví dụ như Châu, 4 người mình ghi 4, bên đó ghi Tiền, thì Nam là có 2 vote rồi. Là thành ra là Tiền sẽ là người phải mở. Mình chơi tuyệt đối đi, mình ghi tên Nam vào hết đi. Hả? Được thì thắng, không thì thôi. Đúng rồi. Ghê. Hiểu gì đâu á. Đúng tình. Nếu như mà mọi người nghe theo lời của Tiền mà vote cho Nam, chắc chắn Nam sẽ bị thiệt thòi. Đúng không em? Thì em phải nói cái gì để mọi người có thể suy nghĩ? Em cảm thấy như ở đây không ai tin em ấy. Tất cả mọi người cùng dồn xong rồi cùng đồng minh vào. Mà trong khi cái phần chơi trò chơi nha, em là người rất để ý từng câu từ, từng cái tuổi của bé đến này. Xong rồi từng những cái cách mà các bạn múa thấy em chưa? Đều để ý. Người ta để em biết được đáp án nào em đều khoe. Nên là người ta coi. Để ý như vậy là người ta mới đền đúng đó. Tại vì người ta chơi rồi. Theo như cái logic mà anh hiểu về Tiền là Tiền nói là Nam đã chơi những cái trò chơi tương tự như vậy rồi. Nên là đã biết được cách chơi rồi. Để đã lách đủ những cái luật đó. Để tạo ra cái chiến thuật từ ban đầu. Đó là ý kiến của Tiền. Đúng nhưng mà em? Cho em xem lại cái hộp đó được không? Em quên mất tiêu rồi. Chắc anh đánh đi không ba? Thiệt không? Quên thiệt không? Quên mất tiêu rồi. Đây đây. Cái mặt kia tội tin à. Đi. Nam là người ẩn danh. Anh thật là sao không ai tin vậy ta? Trước khi chơi cái game cuối á, Nam nói với lại Châu á, có nói với những bạn trong đội luôn là thôi để cho đội kia thắng chứ bây giờ mình cầm hết 3 dữ kiện cũng kỳ. Đúng không? Mà tính mình chơi mình phải lấy hết 3 dữ kiện chứ. Lại thêm một thông tin mới. Do là sau khi mỗi đội biết dữ kiện xong đều share cho đội kia mà. Em không đi được. Khi nãy hỏi Nam là người ẩn danh hả? Nam cười thôi. Thế thì hỏi Tiền là người ẩn danh hả? Thì Tiền. Tiền lắc đầu. Tiền lắc đầu. Yeah. Tin đi, tin Tiền đi. KG ơi, tại vì em là tới 2 phiếu luôn á, bây giờ em nói ý kiến của em cho. Không, nãy giờ thì em vẫn giữ ý quan điểm của mình là em vẫn nghiêng về anh Tiền nhiều hơn. Đó. Phí lắm, trời ơi, đẩy qua kia kìa, hướng vào. Em mà là người ẩn danh, đêm nay em mắc mà để ngủ đưa nó không về luôn. Anh ngủ cùng em được không? Không, ý nó làm phải thề cho nó giống nhau chứ, bây giờ mình nói. Yeah, hợp lý luôn nè. À, chú vô ơi, chú vô. Oh, em ơi, à, mình tập trung, mình hiểu luật chơi không? Em ơi. Sợ. Em đang muốn bình chọn cho ai? Mình chọn Gen cái tôi xỉu luôn nè. Anh Tiền. Phí một phiếu rồi thấy không? Nam cái kìa. Mỗi người đang có một cái lập luận riêng á. Tại vì sao em lại bình chọn cho Tiền? Thì em cũng hay quan sát anh Tiền là anh Tiền hay cười mỉm rồi nhìn liếc qua liếc lại này nọ. Chắc bây giờ phải cho xem mấy cái camera hay để ý em quá. Gen. Sao em? Người ẩn danh. Trắng. Đi đôi giày màu trắng. Ôi may quá. Trời, nó tự được gợi ý luôn kìa. Cái lúc vừa xong thì em nghĩ là Nam. Nhưng mà sau đấy thì tự nhiên em nhìn cái thái độ và cái cảm xúc của anh. Bắt đầu là em thấy là cái lúc đấy, thứ nhất là mặt anh đỏ đã.
Thứ hai, anh nói khá là nhiều so với cả những cái lúc sâu chuỗi từ đầu đến bây giờ. Mặc dù có thể là sai đi chăng nữa nhưng mà em sẽ nghe theo cái quyết định cuối cùng của em như kiểu tung đồng xu ấy, cảm giác luôn ấy, em sẽ chọn anh Tiền. Tụi em thấy anh Tiền rất là im lặng, xong rồi tới lúc mà mình kêu là nghĩ anh Tiền là người ẩn danh tại vì anh Tiền rất ít nói thì anh Tiền lại nói rất nhiều. Không, anh chỉ có xuất hiện những lúc cần xuất hiện thôi. Hay quá, bé này. Khi nãy mở cái hộp ra là chắc chắn là không phải người ẩn danh. Câu hỏi thứ hai ra, một trong ba người, tại vì nếu nói về nhóm nhạc đúng không, không có cho nằm trong nhóm nhạc thì bên kia anh Tú, nhưng mà cái kiểu anh Tú là không có phải là người ẩn danh, thì còn có hai người chứ mấy, Châu với lại Nam. Đấy, giờ bây giờ Châu không phải là Nam là chắc chắn rồi. Ủa, hồi xưa anh Nam có trong nhóm nhạc nào không? Không. 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 Từ bắt đầu từ vòng thứ hai là em đã có cảm quan là em nghĩ là chị Châu, anh Tiền và anh Nam. Nhưng mà xong á thì có lúc đầu cái khúc mà chưa vào chương trình á thì nghe đồn anh Nam có nói em là anh Nam nay bị bệnh nên im lặng vậy thôi, nên em cũng tin. Còn anh Tiền á thì em để ý cái nét diễn của anh Tiền thì cứ cười cười rồi cứ mắt đau lia đau lia. Em xin nói như thế này nhé, tại vì em nghĩ là nếu như anh không phải là người ẩn danh thì anh sẽ, mọi người có thấy nãy giờ anh Tiền hơi bị rối lên đúng không? Hơi bị rối lên không? Thực ra là anh có cái sự lung túng ở trong đó. Thiệt. Tại vì mọi người đang nghi ngờ anh nên là anh phải nói ra để cho nó qua bên kia. Thật sự ra thì nếu như mà có nhiều người chỉ mũi dùi và công kích vào mình thì mình thứ nhất là mình cũng phải cần có một cái tấm khiên để mà mình bảo vệ trước. Nhưng mà khi mà mình biết chắc chắn mình không phải ấy, thì tại sao trong lúc bình luận mình lại lúng túng làm cái gì? Khi mà mình biết chắc chắn mình không phải là người đó. Chắc chắn nếu mà Tiền im lặng là mọi người chọn Tiền luôn. Với cả là ở đây người biết chắc chắn người ẩn danh là ai chỉ có Nam và Tiền. Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta chốt đáp án của mình bằng cách bình chọn cho người mà chúng ta nghĩ đây là bậc thầy ẩn danh. Em nhìn hộ chị coi mà. Tiền có nói nếu như bình chọn cho Tiền thì bị mất Tiền. Hãy tin Tiền, bình chọn cho Nam. Nam có nói chỉ có Nam và Tiền biết ai là người ẩn danh mà thôi. Sao chị? Hãy suy nghĩ thật kỹ. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biết được sự thật của quả cầu được bình chọn nhiều nhất ngày hôm nay là ai. Xin mời. Âm nhạc. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình sẽ trao tặng 10 triệu cho bậc thầy ẩn danh ẩn mình cực kỳ xuất sắc và hoàn hảo. Hay số đông sẽ bình chọn chính xác cho bậc thầy ẩn danh nhận được 30 triệu đồng và xin được bật mí với 8 người chơi hiện tại. Người nhận được sự bình chọn nhiều nhất ngày hôm nay có tới 8 sự bình chọn. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Tỷ số 7 mà mọi người. Và ánh sáng chỉ dừng lại ở một vị trí mà thôi. Là vị trí người này là đúng hả anh? Vị trí của người này là người được bình chọn nhiều nhất. 3, 2, 1, dừng. Yes! Ý là anh chọn nhiều nhất rồi. Chưa biết là người nhận được nhiều sự bình chọn nhất. Thế nhưng chưa biết Tiền có phải là người ẩn danh hay không. Mời cả hai bạn lên sân khấu. Và hai bạn chuẩn bị mở quả cầu khoe với tất cả mọi người nhé. Hãy hướng mắt về sân khấu để xem ai là bậc thầy ẩn danh. 3, 2, 1, xin mời. Tiền, em nói gì đi, tại sao không ai tên tôi vậy? Thấy chưa? Wow, nói quá trời nói luôn. Mà không ai tin chàng trai này. Người ta đẹp trai, đóng phim giỏi, rồi nhà giàu, rồi body, sáu múi các kiểu. Rồi còn thật thà nữa, không ai tin. Không ai tin. Châu nói quá trời nói, mọi người không tin Châu.
Vậy là mọi người vote hết cho tiền luôn hả? Yeah right. Hồi nãy em ghi là chỉ có hai mình vote cho nam. Xong rồi em sửa lại. Lúc đầu tiền. Em ghi anh nam, em sửa anh tiền. Đúng rồi đó, em nên đứng ở dưới anh tự tin hơn rất nhiều. Dạ. Mọi người bành ra luôn cùng em. Nhưng không sao, ngày hôm nay em giỏi lắm. Em đã làm được một cái điều hàng triệu khán giả sẽ nghĩ Lê Xuân Tiền là một người rất thật thà. Oh. Yeah. Không, nhưng mà tối nay mọi người ở lại coi Nam móc mùng ngủ như thế nào nha. Đúng không? Nam có một lời hứa đúng không? Mọi người thân mến, tôi xin binh vực cho Nam Phương Nam nữa. Đó chính là sự hóa thân của bạn ấy thôi. Vì mọi người tin ráng chịu. Vâng, Nam Phương Nam, em trai của anh. Đây, lúc đầu chúng ta đã diễn một tiểu mẩm nhỏ. Vậy mà mọi người tin. Hy vọng rằng với 10 triệu này thì anh cũng hưởng được cái hương cái hoa xíu em nhỉ. Một tràng tay chúc mừng cho bậc thầy ấn danh ngày hôm nay, Nhâm Phương Nam. Quý vị thân mến, thực sự ra thì ngày hôm nay đây chính là những người nghệ sĩ rất là trẻ và họ rất tài năng. Họ chỉ đến với sân chơi của bậc thầy ẩn danh để khám phá về vai trò diễn xuất của mình mà thôi. Và đừng quên nhé, sau khi kết thúc chương trình hãy vẫn là những người anh em rất là tốt với nhau. Và đặc biệt quý vị khán giả thân mến, vẫn phải luôn luôn thành thật với những người mà các bạn yêu thương nhé. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi để khám phá những câu chuyện vô cùng thú vị đến từ chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh, được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Xu và những người dĩ xin chào và hẹn gặp lại.